Và primit cho nên chết chết tì group chết tì rập an và tê cứ chế prasad và tập tiếng chóng đại miền cầm bút bấy nâng bận đột muối bộ thực kháng cát đại miền thuê cho vị trí kháng cát hai chung với nước cứ bất tật đói ngó bài phiếm chỉ cầm pèn và sau mình chế tôi sná cho mình xâm bạc bằng tỏ từ tiền và primit chỉ thị lập án prasat tập tiếng chong này cứ có sang lơ khơn tế muối đại miền khơn chỉ thmo bài kìm hay nâng prang bấy đại có sang ẩm pi ất đất chân hay chùm hò thuế từ tư kháng cát đại miền prang này mới muối miền phía bên chót bấy và sau mình chết của sân bàn tỏ tiết và nếu cứ chia thuế bên chót nơi tư kháng bồn nơi prang kháng bồn nơi prasat tập tiếng chong đó sốt sàn và tụ mẹ ôn cho nên chỉ chỉ đáp án và sát tập tiếng cho nên cứ miền mà bản nà lấy nơi tí nít miền muối bậc cọp tự đòi cầm bền bị chuẩn và bị khẳng cát bạn và đây kế chế tập tập hiệp đặc trăm bạc thọt bị trùng ở khné này và sát tập tiếng cho bà primit cho nên chết chết đi, cho rốt chết đi rập an,
bà nè cứ chia bắt cá chúc hai nâng sò sò bịch đem biến bục bạc ra chân là đó sò sàn và từ mất cho nên chết từ rập an và prasad tập yang xong đấy nhưng khi miền bắc nào lại tí nơi sông kháng và đại có sa âm pi ất đập chấn nước kia thì prasad này prasad tam tis vậy, ở sông tố prasad tập yang chong, cái chiếc prasad mùi đầy miền lạ, bạch mò bạch đồ chia bạch ở rộp đàn, cái tập bạch tức cứ vạch nặng bạch khmai dương sắp sát tầm đoàn. Và bởi mất cái tì rập án nhưng khuyên thà prasad tập yang chong này nơi kháng mục công bình một chiên tiết nhưng khuyên miền rong tốn hay nâng rong tốn bất chung bình và mà đây cái chia sẽ là trước nơi bờ xa tập tiền chóng mà còn chúng ta dùng của sập sái đây xa lúc mà chết ở thái và
và premit cho tiền đáp án xem bát xem sao video clip này sẽ chút mà phone cho làm tiền và tôi sẽ nói hãy mình tập làm pi tôi sẽ nói chấp nơi video clip này xong cũng mà phone cho làm tiền để cả chưa subscribe youtube xem bát để mình chút thả màu đỏ các máy ăn cầu xem bát xong ở cốt nâng ọp được cùng nhằm sẽ được bổ chế và chút mà phone cho làm tiền bột bạc ca ở dịp vấn nát sẽ khắc tự liệt hay nâng chuẩn bố thử dễ xem bát hãy cần thể xót át lướt đam hay nâng phục hợp đầy khẩm ពុកខែតែកើតឲ្យកឹកមានបច្ចុប្បន្នវិញវិញសូមអរគុណនិងអរព្រគុណនៅការគុណរបស់ពុកតិបរិសអន្តាខ្មែរយើងបាទសូមគោរពនិងសូមជម្រាបលា